Ngày hôm nay đó, Sở An sinh xã hội người ta đã đưa ra một cái thông báo mà An tin chắc chắn rằng khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình nghe đó sẽ là một cái thông tin không có vui dành cho An cũng như là rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú ở đây. Thì đó là cái thông tin đó là cái quỹ hưu trí Social Security đó, còn gọi là cái quỹ mà SSA, khi mà sau này mình về hưu mình được lãnh đó, thì nó sẽ hết tiền trong vòng 12 năm tiếp theo đây. Và cái năm mà nó dự đoán mà hết tiền đó, sẽ là vô năm 2033. Thì nếu mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình đi làm, mình lãnh cái form khai thuế là W2, thì mình sẽ thấy được đó, là mỗi cái paycheck của mình sẽ phải lãnh ba cái, mình sẽ phải bị trừ đi ba cái thuế. Thứ nhất là Federal Income Tax, còn gọi là thuế thu nhập cá nhân. Cái thứ hai là thuế Medicare. Và cái cuối cùng đó, là thuế Social Security. Đó sẽ bỏ vô cái quỹ Social Security để sau này khi mà mình về hưu đó thì mình sẽ nhận được những cái tiền hưu. Nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình làm nail, làm tóc mà mình lãnh cái form khai thuế là 1099, thì khi mà mình đi khai thuế, sau khi khấu trừ hết những cái chi phí, những cái expense ra rồi đó, cái số tiền cuối cùng mình còn lại thì mình sẽ phải chịu thuế trên cái số tiền còn lại đó là 12.4% để mà mình bỏ vô cái quỹ hưu trí, để mà sau này mình về già mình có thể được hưởng những cái tiền lương hưu. Thì cái quỹ hưu trí này á, thì nó sẽ hết tiền trong vòng 12 năm tiếp theo. Cái lý do mà người ta đưa ra đó là hiện nay á, càng ngày càng nhiều người retire. Hồi trước khi mà cái dịch bệnh này xảy ra đó, thì người ta dự đoán là cái tiền trong cái quỹ này có thể kéo dài tới năm 2034. Nhưng mà sau 1 năm rưỡi kể từ cái ngày dịch bệnh Covid xảy ra, thì cái số tiền trong cái quỹ hưu trí nó đã bị giảm đi 1 năm so với lại hồi trước. Cái lý do người ta đưa ra đó thì rất là nhiều lý do. Thứ nhất đó, là càng ngày người Mỹ càng sống thọ hơn. Cái lý do thứ hai nữa đó là hiện nay rất là nhiều người về hưu mà cái tầng lớp trẻ để mà đi làm đó, giống như An hoặc là những em mà nhỏ hơn An hoặc là các chị mà ba mấy 40 mấy tuổi thì càng ngày càng ít đi. Người Mỹ thì càng ngày càng sống thọ hơn. Và sau khi mà cái đại dịch năm ngoái đó, thì có rất là nhiều người, người ta bị thất nghiệp, người ta lãnh những cái tiền mà unemployment insurance, những cái tiền trợ cấp thất nghiệp. Thì khi mà những cái tiền trợ cấp thất nghiệp mà mình lãnh đó, thì mình sẽ không có bị chịu thuế Medicare và mình cũng không có bị chịu thuế Social Security. Nên là hơn 1.5 năm vừa qua, cái quỹ hưu trí của nước Mỹ không có nhiều người đi làm để mà đóng thuế vô cái quỹ hưu trí này. Bên cạnh đó đó là khi mà cái dịch bệnh xảy ra, có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú hồi trước mình có ý định là mình đi làm thêm một vài năm nữa mình nghỉ hưu. Thì khi mà cái dịch bệnh xảy ra rất là nhiều chuyện đó, thì có rất là nhiều người, người ta đã quyết định là người ta nghỉ hưu sớm hơn cái thời gian mà người ta có ý định từ trước đó. Thành ra cái tiền trong cái quỹ Social Security này càng ngày càng ít đi. Đây là một cái mà rất là lưu ý cho những bạn còn trẻ hoặc là những anh chị mà cỡ ba mấy, 40 mấy tuổi đó. Thì các bạn, các anh chị, các cô chú, ngoài việc trông chờ vô cái tiền lương hưu khi mà sau này mình không có đi làm nữa, thì mình nên có những cái sự chuẩn bị riêng của mình bằng cách là mình nên để dành tiền vô những cái quỹ hưu trí 401k nếu mà mình đi làm hãng xưởng, IRA nếu mà các bạn, các anh chị, các cô chú không có 401k ở chỗ làm, hay là mình làm nail, làm tóc, mình không có những cái 401k ở chỗ làm, thì mình có quyền bỏ vô những cái tiền trong quỹ hưu trí IRA, hoặc là mình có những cái checking, những cái saving, hoặc là mình mua cho mình những cái life insurance để mà có cái long term care, để mà khi mà mình về già mình không tự chăm sóc cho bản thân mình được nữa đó, thì cái life insurance của mình nó sẽ trả tiền cho mình để mà mình mướn người về chăm sóc, về tắm rửa, về giúp mình thay thuốc vân vân. Cái thế hệ của những anh chị, những cô chú đi trước đó, thì mình còn có cái hy vọng là ồ, con cái của mình nó sẽ nghỉ làm ở nhà, hay là nó sẽ ở nhà nó chăm sóc mình. Nhưng mà cái thế hệ, cái generation tiếp theo, thế hệ thứ 3, thứ 4, giống như là An hay là giống như nhiều anh chị đó cỡ ba mấy, bốn mấy tuổi á, thì mình sẽ biết được là con của mình khi mà nó sanh đẻ ra ở Mỹ, cái suy nghĩ của nó sẽ thà giống theo kiểu Mỹ, và không thể nào mà hy vọng là sau này khi mà mình một ngày nào đó mình già rồi đó mà mình muốn sống
chung với con cái hoặc là con cái của mình, nó sẽ take care mình giống như là mình take care ba mẹ mình, thì cái điều này là rất là khó. Nên là mình nên có những cái sự chuẩn bị trước cho bản thân của mình bằng cách là mua những cái life insurance hoặc là bỏ tiền vô những cái quỹ hưu trí nha. Nếu mà cần tham khảo về những cái quỹ hưu trí hay là life insurance đó thì có thể comment ở dưới cho An biết, hoặc là email An qua cái email của An là anle98258@gmail.com. An nói lại nha, anle98258@gmail.com, thì An sẽ tư vấn cho các bạn nhiều hơn. Ngoài ra nữa, một cái thông báo mà em muốn chia sẻ với các bạn đó là cái tiền trợ cấp thất nghiệp $300 mỗi một tuần của liên bang đó thì nó sẽ kết thúc vô cuối tuần này, tức là tháng 9 ngày 6 Tây. Có nghĩa là cái chủ nhật này sẽ là lần cuối cùng mà cái tiền thất nghiệp $300 mỗi một tuần người ta sẽ được trả ra. Bên phía Tổng thống Joe Biden thì đã có chia sẻ rất là nhiều lần rồi là không có ủng hộ việc gia hạn cái tiền này ra nữa, tại vì hiện nay là cái nền kinh tế mở cửa trở lại rồi. Bên cạnh đó là có hơn 26-27 tiểu bang người ta đã bắt đầu, người ta cắt cái tiền trợ cấp thất nghiệp 300 của liên bang từ rất là sớm, từ hồi tháng 7 cơ, còn chứ không có đợi tới tháng 9. Nhưng mà bên cạnh đó, nếu mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình nhìn lại á, thì ở 26 tiểu bang mà người ta cắt cái tiền thất nghiệp sớm đó thì vẫn còn rất là nhiều người chưa có kiếm được việc làm. Hoặc là cái khi mà cắt cái tiền thất nghiệp một cái đó thì những cái hộ gia đình ở cái tiểu bang đó, những ai mà người ta vẫn còn đang thất nghiệp, đương nhiên là người ta sẽ siết cái thu nhập của người ta lại, người ta siết những cái chi xài ra, thành ra là nó cũng sẽ ảnh hưởng khá là nhiều tới cái nền kinh tế khi mà cái việc mà gia hạn $300 tiền thất nghiệp của liên bang sẽ kết thúc. Cái việc này nó sẽ ảnh hưởng tới hơn 10 triệu người dân của Mỹ, những người mà hiện nay vẫn còn đang hưởng những cái tiền trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh đó nữa là vào ngày hôm qua, tháng 8, ngày 31 Tây, thì quân đội Mỹ đã chính thức rút ra khỏi bên Taliban Afghanistan sau hơn 20 năm cuộc chiến tranh giữa Mỹ với lại Afghanistan. Và Tổng thống Joe Biden có một cái bài chia sẻ, thì em nhớ nhất một cái câu á, là Tổng thống Joe Biden có nói là khi mà ông đi tranh cử cho cái chức vị tổng thống đó thì ông đã có một cái lời hứa của dân với lại dân Mỹ là sẽ chấm dứt cái cuộc chiến tranh ở bên Afghanistan, và hiện nay thì ông đã làm được rồi. Và ngày hôm qua thì cái số lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi bên Afghanistan. Nhưng mà hiện nay á, vẫn còn hơn 2.000 người dân Mỹ, những cái người quốc tịch Mỹ, những cái người là công dân của Mỹ, những cái người ở Mỹ mà người ta phải qua bên Afghanistan, người ta đi làm hoặc là người ta có những cái business gì đó ở bên Afghanistan, thì hiện nay có hơn 2.000 người vẫn còn đang bị kẹt lại ở bên Afghanistan và chưa có được di chuyển tới những cái nơi an toàn. Và bên ngoài ra nữa đó là có những cái người thượng nghị sĩ, đặc biệt là những cái người thượng nghị sĩ đã từng là cựu chiến binh trong những cái cuộc chiến tranh ở bên Iran và Iraq đó, thì có chia sẻ rằng đó, là trong năm cái chuyến bay cuối cùng mà Mỹ rời khỏi bên Afghanistan thì không có một cái người Mỹ nào hết. Nói chung là còn rất là nhiều người Mỹ bị kẹt lại ở Afghanistan, thì Tổng thống Joe Biden có chia sẻ đó là sẽ không có một cái deadline nào cho những cái người Mỹ. Nếu mà những cái người này muốn rời khỏi Afghanistan thì chính phủ Mỹ sẽ làm mọi cách để mà có thể mang những cái người này về về ngược trở lại những cái nơi an toàn. Thì nhưng mà nói chung là còn rất là nhiều người bị kẹt lại và rất là khó khăn để mà liên lạc với lại những cái người này, tại vì người ta ở rất là nhiều nơi rải rác ở khắp Afghanistan, và để mà di chuyển tới cái sân bay đó để mà có thể trở về Mỹ cũng là một cái hành trình rất là khó khăn, chưa kể là ở trên đường có những cái tai nạn hay là ở trên đường cần phải vượt qua những cái chốt mà các bạn cũng biết là người Taliban người ta không có thích những cái người dân của Mỹ. Tiếp theo nữa, sau đó nữa đó là ngoài rất là nhiều người Mỹ còn bị kẹt lại ở bên Afghanistan, thì sau khi mà quân đội Mỹ rời khỏi Afghanistan sau hơn 20 năm đó, thì quân đội Mỹ đã để lại ở bên Afghanistan hơn 83 tỷ đô la những cái trang thiết bị, những cái vũ khí để lại cho quân Taliban. Nếu mà các bạn chưa có hình dung ra 83 tỷ đô la nó nhiều cỡ nào á, thì các bạn hãy nhớ lại những cái gói mà stimulus check
lần 1, lần 2 và lần 3. Thậm chí cái gói lần thứ 4 này được coi là một trong số những cái gói mà lớn nhất trong những cái similar check từ trước tới giờ đó. Thì cái phần 1 nó cũng chỉ giá chỉ có 1.2 ngàn tỷ và cái phần 2 á thì nó cũng chỉ giá có 3.5 ngàn tỷ thôi. Trong khi đó đó, cái số vũ khí mà quân đội Mỹ bỏ lại ở bên Afghanistan á, nó lên một cái con số rất là lớn, 83 ngàn tỷ. Thì các bạn cũng biết được là cái con số đó lớn như thế nào rồi. Và cái thông tin cuối cùng nữa mà em muốn chia sẻ cũng như cập nhật với các bạn, các anh chị, các cô chú trong cái video ngày hôm nay. Uber với Lyft là hai cái công ty rất là lớn ở Mỹ. Cái dịch vụ Uber được sử dụng rất là nhiều. Giống như em là thông thường, ví dụ em đi travel đó, em cũng bắt Uber để mà đi ra sân bay, hoặc là khi mà mình từ sân bay đi về đó thì mình cũng bắt Uber. Và cái số tiền mà mình phải trả cho Uber đó, tính từ năm 2018 cho tới bây giờ đó, là nó đã tăng lên 92%. Thì đồng ý là khi mà cái phí dịch vụ nó tăng lên như vậy á, thì những cái người mà lái Uber, lái Lyft, cái tiền lương của người ta cũng được tăng lên. Nhưng mà đó, nó không có đủ để mà khuyến khích nhiều người lái Uber với lái Lyft hơn nữa. Em thấy nhiều khi bây giờ coi ở trên những cái kiến job á, nhiều khi mình đăng ký lái Uber, lái Lyft, mình sẽ được những cái bonus khi mà mình tham gia vô 1.500, 750, nhưng mà điều đó cũng không có làm cho nhiều người muốn chạy Uber với lại chạy Lyft bằng là người ta muốn chạy DoorDash nè. Nếu mà người ta muốn làm những cái 1099, muốn kiếm thêm thu nhập á, thì người ta sẽ chọn những cái là chạy DoorDash nè, hoặc là người ta làm Instacart nè, hoặc là làm Amazon Flex. Thì những cái này á, nó cho mình được một cái nguồn thu nhập em nghĩ là tốt hơn là lái Uber với lại lái Lyft. Em cũng có thử làm DoorDash và Instacart thì em thấy nó trả cũng rất là tốt so với lại là Uber với lại Lyft. Uber với Lyft và các bạn phải đi những cái giờ cao điểm đó thì mình mới có được những cái tiền, và rất là ít người người ta tip cho mình sau những cái chuyến xe. Nhưng mà nếu mà các bạn làm DoorDash hoặc là các bạn làm Instacart á, thì lúc nào cũng có tip, và cái tip của nó thì em thấy là rất là tốt theo như cái khu vực mà em ở cũng như là theo như mà cái trải nghiệm của em đó. Đó là tất cả những cái mà em muốn chia sẻ cũng như là cập nhật với lại các bạn, các anh chị, các cô chú trong cái video ngày hôm nay. Nếu mà thấy thích, cho em một like, share, subscribe kênh channel cho em nha. Và đừng quên á, là mỗi ngày em sẽ đều lên đây để mà chia sẻ những cái thông tin mới nhất, những cái news mới nhất cho các bạn, các anh chị, các cô chú cập nhật. Nên là nhớ đón xem kênh YouTube của em mỗi một ngày nha. Và đừng quên là ở dưới cái phần comment sẽ là ba cái link của Webull, Robinhood, M1 Finance. Bạn nào mà chưa có account với ba nơi này đó thì mở account để mà nhận được những cái shop free nha. Bye bye bye. Nai nai nai.